Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamma. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một thứ rất là khủng khiếp, đó là sử dụng xe tăng để mà top 1 trong Call of Duty Mobile VN. Hãy cùng theo dõi coi mình có top 1 được không nhé. Ở cái phiên bản mới này thì chúng ta có một cái vai trò mới trong cái Battle Royale, đó là vai trò Poltergeist. Có nghĩa là các bạn có thể tàng hình được, địch vẫn nghe được tiếng của bạn địch. À không, địch vẫn nghe được tiếng chân của bạn. Còn bạn địch hay không là chuyện của bạn. Nó vẫn thấy được bạn mờ mờ. Nếu mà nó tinh mắt nó sẽ bắn bạn đó. Nhưng mà nếu mà nó không tinh mắt, hay thí dụ mà nó không thấy đường đi, thì nó sẽ không thấy bạn đó. Rồi chúng ta có thể là khi mà chúng ta bắn địch, chúng ta thấy địch bắn mạnh quá, chúng ta địch không lại, thì chúng ta phải bỏ chạy. Và chúng ta bỏ chạy bằng cách nào? Chúng ta bật tàng hình lên, chúng ta sẽ chạy nhanh hơn đó. Như các bạn thấy nè, ở đây cái bản đồ của nó bây giờ là cũng rất là rộng luôn đó. Có những khu mới, và cái khu downtown này là mình thích nhất nè các bạn đó. Có nhiều khu mới lắm, các bạn hãy tha hồ khám phá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kiếm cái top 1 đầu tiên của chúng ta trong phiên bản mới nhất nào các bạn. Mình sẽ cố gắng tìm được chiếc xe tăng để mà mình tiêu diệt cái địch. Các bạn thấy những cái ô mà đánh dấu màu cam không? Những cái khu đó nó có vật phẩm hiếm. Nhưng mà các bạn cũng phải lùng sục cả cái khu mới có được. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhảy xuống downtown. Mình có một cái rất là thích ở downtown, ở cái phiên bản mới này. Mình sẽ vô cho các bạn coi mình thích là cái gì. Bung dưu nào. Ở downtown nó xuống cái là có mấy bài trực thăng đổ ở đây nữa. Lực hàng. Ở phiên bản trước là tôi cày nát cái Battle Pass luôn mà, để ra cây Type 25 này nè. Cái cây Type 25 hình học này á, tại vì hồi xưa tôi học giỏi hình học tôi mới thích thôi. Chứ mà nó ra cây Type 25 đại số là chắc tôi không cày đâu. Có địch các bạn ơi. Tàng hình liền. Hello. Địch không thấy. Dở dữ bay, xây mù mè mắt. Đây là cái chỗ mà tôi thích nhất ở downtown nè các bạn. Là đó là lên nhạc anh em ơi. Chọn nhạc đâu luôn nè. Đưa hip hop. Dừng chân trên bến đi chiều nắng chiều dài. Vậy là hip hop rồi đó. Hip hop mà cái thời già. Thôi chỉnh kiểu nhảy khác đi. Nhảy chó đái nè. Mùa xe như nước trên đường đi. Người ra thăm bến câu chào nói. Chó đái cục đèn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ơi, tàng hình liền. Xôi lần. Các bạn chơi, các bạn nhớ là trò này cái chip màu tím rất là quan trọng, cũng giống như là chiếc quần chip của các bạn vậy, cực kỳ là quan trọng. Ví dụ mà ra ngoài đường chúng ta không thể nào thả rong được, bởi vậy chúng ta phải luôn có chip, luôn có chip trong người là ok. Rồi thì mình đã tiêu diệt được hai mạng rồi, bây giờ mình sẽ bay vòng vòng để mình kiếm chiếc xe tăng. Thì xe tăng nó sẽ được tiếp tế bằng máy bay, giống như là máy bay nó thả thính vậy đó. Lần này thả hẳn một chiếc xe tăng vào mồm. Ở đây là mình thấy một cái thính. Tiện nha. Ở cái meta này các bạn nhớ xài cây MHG á, để thí dụ mà kẻ địch có xe tăng á, mình còn thục 4 viên là nổ xe tăng luôn đó. Tàng hình liền. Ủa, má thằng này tinh mắt quá. Tưởng thằng này mù mẻ mắt nhưng mà thật sự mắt nó rất tinh các bạn. Xích chết. Cái chạm tiếp tế mà các bạn chơi ở phiên bản cũ thì khi mà lên rồi nhảy xuống là chỉ có đường là đi máy bay lên thôi. Nhưng mà giờ mới nâng cấp thêm mấy cọng dây nữa. Gắn thêm mấy cọng dây thun vô cho các bạn leo tha hồ. Đây, mình sẽ bay lại gần. Giờ là anh ta trồng cây đổ trên đây luôn nha, vì một môi trường xanh sạch đẹp nha.
đó các bạn thấy cọng dây giờ thòn 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 xuống không? Đó, cái cọng dây đó đó. Này ế ta, không ai gì. Hello, anybody? Không ai luôn. Mai hèm lên đây lút. Đây toàn là đồ legendary. Trời trời trời, cháy gì à? Lắc. Sự lắc nhẹ. Ôi lên đây quá trời đồ luôn, mai lút chừng ba rồi nè. Chê. Các bạn cứ lấy nhiều đạn vô nha các bạn. Game này không giới hạn ba lô nhặt đạn đâu. Tha hồ mà nhặt. Đi bay thôi anh em ơi. Đi bay thôi. Ai không đôi đau lầy. Ồ ồ ồ ồ. Hôm nay có vẻ nghèo. Ba thằng. Nãy giờ. Đồ cam quá trời luôn. Mình có hết rồi. Ôi mình xây hay thế nhờ. Và gài đạn rất nhanh nha các bạn. Dành cho những người mà xây hay như mình ấy, số lượng đạn đó là rất đáng kể. Ồ, xe tăng. Đâu ngay đầu mình luôn. Không cần phải đi đâu xa. Ngon rồi. Các bạn phải cẩn thận nha, xe tăng rớt xuống đừng đứng ngay dưới nha ba. Tới lúc đó kẻ địch chưa chết mà các bạn xịt cước á. Xe tăng các bạn chú ý là chỉ có 32 viên đạn thôi nhé. Cho nên là chúng ta bắn kỹ kỹ. Bắn kỹ thiệt kỹ nha, không bắn bậy nha. Không bắn lung tung nha các bạn. Bắn kỹ thiệt kỹ nha. Đó, cái này là mình bắn kỹ á. Mình bắn kỹ cái chiếc máy bay mà. À, 29 viên vẫn có thể top 1 được nha mọi người. Xe tăng hơi khó lái xíu nha các bạn. Cái cơ chế nó không giống như chạy xe bên mấy cái xe bút bánh nào mới bắn scout đó. Đâu trong đây nè. Các bạn chú ý có một cái hồng tâm. Trời ơi Dương. Thôi làng này chết tôi rồi. Bắn hay dữ ta. Cái này là tôi bắn là giống như là gọi là bắn đe dọa cái địch á. Bất kỳ một cái con thú săn mồi nào muốn tiêu diệt miếng mồi của nó thì nó cũng thường hay vờn ấy các bạn. Tôi là chơi cái chiến thuật đó cho các bạn coi thôi. Và bây giờ tôi không biết con mồi của tôi nằm đâu luôn rồi. Kệ nó đi. Đi kiếm con khác. Ta cứ coi như là mồi của tôi nó chết rồi đi. Thật vậy đi. Vậy cho nó nhẹ lòng. Mồi ơi. Mồi ơi. À mồi đây rồi. Mồi đây rồi. Mồi. Mồi mê. Hụt lôi mê. Nhưng mà qua được chúng mày ơi. Đót đại con. Hãy xem ông thần sấy đây. Mình là cố tình bắn xuống chân cho nó hoảng hốt bạn biết không? Xong nó sẽ bước vô cái luồng đạn của mình. Phải là pha nó mình sẽ dở đâu. Đánh như mình mới là con tính đó các bạn. À đây. Lút chip rồi. Trời ơi. Mày nghĩ sao vậy? Trời ơi. Nghĩ sao lấy súng thường bắn tăng má. Bởi mình nói là các bạn meta này là các bạn phải có cây FHG. Có được cái gì á? Cái tên lửa đó. Để các bạn bắn xe tăng. 4 viên là chết chứ xe tăng rồi. Lỡ mà xui xui bạn không giành được xe tăng rồi. Bạn còn có cửa rồi mà bạn thắng hiểu không? Đâu rồi? Mới nghe tiếng súng. À đây rồi. Mất tiêu luôn. Người câu cá biển. Fisher C. Tự nhiên cầm xe tăng vô thấy nó dễ gì đâu. Úi giời. Ok, ai bắn nhau luôn kìa. Bup Angel. Yeah, vậy là mình đã có top 1 xe tăng đầu tiên của mình. Game là dễ các bạn ơi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn cảm thấy như thế nào khi cái game Call of Duty Mobile VN này nó có một cái phiên bản gọi là chuyển mình à, nâng cấp quá trời quá đất luôn, đẹp quá trời quá đất luôn. Còn chờ gì nữa mà không chơi hả các bạn, đúng không nào? Hãy chơi cùng với mình nha.